Ngày hôm nay tao nhận một kèo mở khóa cốp quên chìa trong xe. Chìa ở trong này anh. Chìa ở trong này. Được rồi, thì em cứ thử mở cốp ra trước nhá. Có thì ta làm theo luôn, không thì dò lại vẫn được, không vấn đề. Có thì nhanh hơn, không có thì chậm hơn một tí. Đấy, anh check đi xem. Đấy bơ. Được rồi, thế thì em cứ dò cái thử xem thế nào. Anh cứ tìm kiếm đi. Đấy rồi. Ok, vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Một chìa thì 2 lít, 10 chìa thì 2 củ, 100 chìa thì 20 củ. Ngon quá, ngon quá. Vì hôm nay khá vui nên là tất cả những sản phẩm ở trong giỏ hàng vẫn bán bằng giá như bình thường, không có gì thêm mà cũng không có gì bớt cả. Hát tặng anh một bài mang tựa đề là Im lặng. Đối với những cái loại đời xe cũ thì nó thường dụng hai ổ khóa trên và dưới. Ổ khóa cốp thì sẽ ít dùng hơn và răng nó sẽ zin hơn. Ổ khóa ở trên thì dùng nhiều hơn và mòn hơn nên chúng ta cần phải đánh cho nó dư ra một chút. Nhưng mà phải kiểm tra cái cốp trước để cho nó vừa bằng cái cốp. Đó, nó hơi khó ở cái điểm đó anh em ạ. Chứ đâu có phải là làm cái được ngay đâu. Nhiều khi mình làm những cái video như vậy tầm mất tầm 10-15 phút nhưng mà quay video chỉ mất tầm 1-2 phút thôi. Tại vì thời gian nó có hạn mà anh em. Kiếm tiền đâu kiếm được nhiều đâu anh em. Kiếm được quá nhiều ấy chứ. Chẳng qua là không ai làm.